Ngày hôm qua, số đông mạng được một phen hết hồn với những dòng tâm sự của một tài khoản có tên R. Cờ trên Facebook. Cụ thể, có một cô gái không quen biết đã nhắn tin cho R. Cờ với nội dung, bạn ơi, cho mình hỏi con mèo bạn nuôi bạn mua ở đâu vậy? Câu hỏi khá thanh lịch và rõ ràng, ấy vậy mà không những không trả lời cô gái ấy, R. Cờ còn tỏ ra thượng đẳng và nhắn lại, thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn. Rất tiếc, bạn không có thứ mình cần và bạn hỏi không thanh lịch nên mình không cần trả lời bạn. Đoạn trao được R. Cờ chụp lại và ung lên Facebook cá nhân cùng chia sẻ. Nhiều người không biết cách đặt câu hỏi R. Chả biết có dự định gì. 1. Nếu muốn bắt chuyện làm quen thì có thể quen con mèo xinh là được rồi. 2. Nếu muốn biết mua mèo ở đâu thì thân thiện hơn hẳn gọi, chứ không quen không biết gì thì sao rồi. Cờ phải trả lời câu hỏi của bạn. Bạn đang nghĩ bạn là ai? Mối quan hệ thân sơ nó quyết định khá nhiều đến cách giao tiếp và nội dung câu hỏi bạn được phép đặt. Nên giao tiếp với bất kỳ ai cũng nên dùng não suy nghĩ trước khi gọi. Đừng dùng cái thứ trên cổ của bạn chỉ để đội mũ. Lãng phí. Rõ ràng, phản ứng của R. Cờ có phần thái quá và cực đoan bởi ai cũng đều nhận thấy tin nhắn của cô gái khá thanh lịch và chẳng có chút tà ý nào. Vẫn biết rằng mỗi người đều có một quy chuẩn riêng trong việc giao tiếp hoặc tương tác trên mạng buôn bán hội bởi cái tôi của chúng ta khác nhau. Nhưng phải làm sao để cái tôi không khiến chúng ta ảo tưởng rằng mình thượng đẳng còn người khác thì ngây ngô ngốc. Thực chất thì cái tôi là cái gì? Nhắc đến cái tôi, chúng ta tầm thường nghĩ đến những tiếng xấu mà nó bị gán cho, kiêu căng, ngạo mạn, tự cao tự đại, tôi là trên hết, liệu có đúng như vậy không? Ảnh minh họa, Banana Baba. Theo nhà tâm lý học, nhiều người biết đến người đáng Sigmund Freud, cái tôi ego là thành phần tâm lý của bộ máy tư duy. Nó được hiện ra ngay từ khi nhân loại hiện ra và tiếp xúc với nhân loại bên ngoài, là trung gian cân bằng những ham muốn vô thức S và những tiêu chuẩn đạo đức và buôn bản hội superego. Như vậy, cái tôi là một phần không những mặc định mà còn rất cần thiết của tâm trí nhân loại. Hiểu một cách đơn giản, khi cái tôi của mỗi người phát triển, thì nhận thức của cá nhân họ về cuộc sống cũng sẽ phát triển. Tuy nhiên, khi phóng đại cái tôi của bạn dạng thân quá mức, những mặt tốt đẹp của cái tôi bị lấn át bởi những thành tựu mà nó mang lại. Người chịu thành tựu trực tiếp và mạnh khỏe nhất chính là bạn dạng thân chủ thể chiếm hữu cái tôi. Cái tôi lớn khiến chúng ta nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Cuộc đời của những người này sẽ là một chuỗi ảo tưởng liên tục. Họ luôn xem mình là đúng, do đó, người khác là sai nếu làm trái ý họ. Họ luôn xem mình là đẹp, do đó, người khác là xấu nếu vẻ đẹp ý không giống tiêu chuẩn của họ. Ảnh minh họa, Banana Baba. Nhìn lại chia sẻ của R. Cờ, chúng ta đều có thể thấy rằng anh ấy là một điển hình của người có cái tôi đã bị phóng đại quá mức. Chỉ bằng một câu hỏi con mèo bạn nuôi bạn mua ở đâu thế, R. Cờ đã có thể khẳng định người hỏi mình là người không thanh lịch. Thậm chí, anh còn rao giảng và đá đểu cô gái về việc không biết dùng não trước khi hỏi. Phải làm sao để kiểm soát cái tôi của chính mình? Có thể chúng ta đều thấy phản ứng của R. Cờ là thái quá và cực đoan. Bởi nhận ra sai trái của người khác luôn tiện lợi hơn việc nhận ra sai trái của bạn dạng thân. Nhưng chắc hẳn, không ít thì nhiều, ai cũng từng có những khoảnh khắc nổi nóng, khó tính vô cớ, thậm chí chửi mắng người khác chỉ vì họ không hành động giống như chúng ta kỳ vọng. Theo Sigmund Freud, đó chính là một bộc lộ của cái tôi quá cao. Và một cái tôi quá cao sẽ ngăn cản một người khỏi việc tiếp thu tri thức và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Vì khác lạ chính là một vẻ đẹp. Chúng ta khác lạ bởi chúng ta không giống nhau. Bởi thế, hãy hạ cái tôi của mình xuống một chút, để có một cái nhìn cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Ảnh minh họa, Banana Baba. Đến cuối cùng, người chịu thành tựu từ việc phóng đại cái tôi của chính mình, thực ra chẳng là ai khác, mà chính là khổ chủ của cái tôi đó mà thôi. Hãy nhìn những phản hồi mà rờ. Cờ đang phải nhận, bạn sẽ biết vì sao không nên tâng bốc cái tôi của chính mình. Và thiết nghĩ, thay vì kế tiếp chửi mắng anh ấy, chúng ta nên nói một lời cảm ơn. Vì nếu không có anh ấy, có lẽ chúng ta không biết rằng việc ảo tưởng rằng bạn dạng thân thượng đẳng hơn người lại gây nguy hiểm và đáng hoảng sợ đến thế.